anh đã báo với họ là họ phải dọn ngay hôm nay chưa? Cái lúc làm ấy em dặn rồi mà, nhưng em thấy là họ đang nhầm ngày đó. Họ giữ chứng minh thư nhưng chính vì họ đang nhầm ngày sang ngày mai thì họ lại định ngày mai họ mới đến đấy. Vâng vâng, để anh báo với họ giúp em. Vâng, thì dù sao thì họ đã làm sai mất rồi, họ làm sai mất rồi còn đâu nữa, đã hết còn nói dối. Vâng. Anh có gọi em đâu, anh gọi em đâu. Vâng, không, em hiểu mà, em không trách anh đâu, em chỉ đang nói là họ nói dối thôi. Vâng, thôi, thế thì anh báo với họ giúp em nhé, là phải dọn đồ ngay. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Họ bảo với cả, lúc anh Kiên anh thấy sai thế, anh Kiên gọi báo họ, và họ bảo là cô dâu bảo làm như thế. Nói dối trắng trợn. Sơn thì nó cũng thích bóng đá nhỉ? Ừ. Sơn Rang đó. Rang thì là cơm rang rồi. Thích bóng đá thấy là hy vọng Việt Nam mà thắng nữa là niềm vui nhân đôi. Nhiều Sơn đấy, Sơn nào đấy? Má Sơn nào? Sơn là cô ơi, cho ai ạ? Sơn là cô ạ? Vâng, anh Sơn Sang ấy ạ. Anh Sơn Chính ấy ạ. Đúng là cái tên lúc mà nó trùng ấy. Vâng. Chứ mình phải ghi cả họ tên mà thì nó mới đỡ thấy trùng. Mọi người nhắc đến Bắc Bình con hoang mang không biết Bắc Bình nào, có đến mấy Bắc Bình. Có đến Bình cũng bao nhiêu Bình, nên mình phải cả họ tên thì mình sẽ đỡ. Bây giờ chúng nó đặt tên là Trần Hoàng Quốc Việt thì là Gogi Việt. Gogi Việt không bị lật đúng không? Nếu mà có hai tên Việt ấy thì bảo Gogi Việt. Tên dài quá nhỉ. Kia phải nghĩ thường là Việt Gogi. Việt Gogi rồi, Việt Gogi. Hoặc là nhưng bông mà có những con là bạn con toàn gọi là Hạnh Bông. Chính, phân biệt chính, ra. Chính Sơn Tùng thì Sơn Tùng ca ca. Sơn Tùng ca ca hôm nay có đến không ạ? Có chứ. Đến hết chụp ảnh nhá. Ở đây có thợ chụp xịn Thái Nguyên ạ. Yên tâm. Chứ còn lúc đấy là mình toàn chụp cây nhà lá vườn thôi, cho nên mình không nên đưa lên mà để cho cái thợ ảnh xịn nó chụp đẹp cho mình đưa lên nó mới đẹp. Không, mình cứ nói vậy thôi chứ còn chúng em đẹp sẵn rồi mà. Tự tin quá. Khác chứ. Nhà mình nhỉ? Nhà mình được cái tự tin quá. Không, bản chất nhà mình đẹp mà. Nhưng mà bản chất nhà mình đẹp từ trong ra ngoài chứ. Cho nên là mình yên tâm. Mà mình đẹp theo gen rồi. Di truyền. Anh ơi, anh ngó hộ em xem thấy anh chụp ảnh đến chưa? Anh đợi đến rồi. À thế ạ? Ừ, đã ông chụp. Thế thì anh chờ giúp em, hoặc là anh đấy, anh cứ nhờ mọi người muốn chụp ảnh trước thì cứ nhờ anh chụp trước đi ạ. Nhá. Thế mọi người muốn. Khách nhà em. Có đúng rồi. Có một số đến rồi. À đấy chắc là các chú bác nhà em, bác Thảo thứ là gần đấy mà. Vẫn đang tắt đường trên dọc đây ạ. Ơ nhưng mà anh ơi. Ơi anh thôi rồi. Thế bông thuê được nhà ở đâu rồi? Con chưa thuê ạ. Anh ơi, anh có đang đứng gần cái anh thợ không? Cho em nói chuyện với anh thợ được không? Em không có số anh ý. À đây, thì xong anh ra thì anh bấm máy gọi cho em nhé. Vâng. Ok.
cả khu vực ấy tối nay chỉ mỗi đám cưới nhà mình nó không lẫn đâu mà. Cho nên là tất cả những người... Nhưng mà chưa có ai để mà đón tiếp đón. Quan trọng là những người tiếp đón đều đang ngồi khuyên cùng một xe. Cái người chủ quan trọng nhất những người tiếp đón. Khách ở đây nhất chờ được đón. Chờ được đón. Ở đây hậu hoa khôi ở hết cái xe này rồi tiếp đón ở đây luôn. Hậu hoa khôi á hậu ớ hậu đủ hết ở đây. Quay lại em ở đây. Nó lọn rồi đấy mà.